Ôi đi từ từ thôi, đi từ từ. Oh,
ở trên để tượng chịu nạn ông ơi. Lúc quả trái cái bán to này cũng hiểu. Đấy, như thế thì mọi người tâm biết hết. Trong một cái bàn to hơn. Bàn này, cái bàn này, cho bàn này nó cao lên. Đấy, nó cao lên. Đây cho cái bàn này. Oh,
chúng ta ổn định trong việc là công đoàn tập trung ở đây để chúng ta cầu nguyện. Một ít bước nữa cha sẽ ra để cầu nguyện, và đồng thời là với nghi thức phát tang của gia đình cho em Pedro Nguyễn Văn Hiển. Thế nhưng chúng tôi kính mời tất cả các cụ công các bà chúng ta ổn định lại, mình đặc biệt cho nên người nhà thì cũng chúng ta cũng bớt đau thương đi một chút ạ. Vật vã thì cái nhà máy nó đổ quan tài là không có được, thế là mong quý vị chúng ta cũng bớt đau thương lại một chút. Xin mời mọi người chúng ta ổn định để hợp ý cầu nguyện cho em Hiền. Mời những người gia đình chúng ta ổn định này ạ. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Gia đình cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân xin Chúa ngôi vàng, ngài nghe lời con thiên tha, thương mến ấp bố con ngày đêm, sắc hồn chặt lắm. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng ngợi Cha, chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha. Lạy ơn Thiên Chúa cao sang, chính thần ở thế gian thiên liên,
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa mây trời mà xuống thế gian 33 năm. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu hằng, hãy lắng nghe những con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đổi được, bởi Chúa hằng qua lòng anh cùng vì lời Chúa ban mưa. Trong cậy Chúa linh hồn con cậy vì lời Chúa ấy, vì đã trong cậy Chúa những kẻ làm dân được Chúa trời đêm ngày lại. Chúng con trong cõi đất thánh đức mẹ Chúa Trời xin chớ chế chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan theo dõi đức ngư đồng trinh hiển vinh sang lang. Linh Cha và Con và Thánh Thần Nam xin cảm ơn cộng đoàn chúng ta đã trở về đây để hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Pedro. Bây giờ là 4:20, 4:30 cha sẽ ra đến gia tang để ngày tổ chức cầu nguyện, đồng thời cũng phát tang để công việc cho cháu Hiển. Cho nên chúng tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người và xin mời người chúng ta lưu lại một ít phút ở phòng tang của gia đình để chờ đợi cha xứ ra để đồng hành với gia đình trong nghi thức phát tang buổi chiều ngày hôm nay.
xin mời quý cô ông bà và toàn thể tổ đoàn chúng ta trở về tập trung hướng về phòng tang của gia đình để cùng với cha xứ cầu nguyện và làm phép phát tang. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy nghe lời Chúa trong sách Thuấn Ca nhắn nhủ chúng ta: con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài, con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mà lời Thánh Vị để bày tỏ niềm phệ trông của chúng ta và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương đoái đến người thân của chúng ta là em Phêrô vừa mới qua đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah: vào ngày ấy trên núi này Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa đứng chúng ta trong đời. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, đối với thời kỳ ước họ mong chờ để đón nhận được ơn cứu độ của chính Chúa Giêsu, đó là ơn phục sinh, đó là ơn đem lại niềm vui hạnh đời đời cho con người chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, chúng ta vượt mới qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đang trong mùa phục sinh, chúng ta cảm nhận được cái chính Chúa đã đem cho chúng ta nguồn vui, hạnh phúc và ơn cứu độ. Vậy thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta, cách đây hơn một năm, em Giuse Nguyễn Văn Hiển, Phêrô Nguyễn Văn Hiển của chúng ta đây đã về được đón nhận bí tích xưng tội rước lễ lần đầu. Và hôm nay em về đây cùng với cộng đoàn chúng ta trong cái nằm bất động, nhưng tin tưởng rằng chính em đã đảm nhận được ơn cứu độ, đón nhận được ơn cứu độ, được ăn và uống máu Chúa Kitô, trở nên giống Chúa Kitô. Vậy thì ngày hôm nay chính Chúa đã ra đón Ngài. Chính con đã nhận được ơn cứu độ từ thân cây nho, đó là Đức Kitô, và con chính là cành nho. Ngày hôm nay con đã sinh hoa quả đó là sự hy sinh, quả của cây nho của con đó là cái chết
dâng hiến cho của cho Chúa, cho giáo hội và nhìn nhận những cái giá trị nơi đời sống của con trẻ. Vậy thưa cộng đoàn, đối với con mắt thế gian, chúng ta nhìn con rất là thương tâm vì cái tai nạn người khác gây ra cho mình, vì những cái điều người khác thù hận đối với người khác, nhưng mình lại bị lây và. Chúng ta là con người, chúng ta liên đới với nhau, có thể sai lỗi của người khác nhưng lại ảnh hưởng đến chúng ta vì tổ tông, vì con người, thân phận của chúng ta là như vậy. Vậy hôm nay trong cộng đoàn chúng ta, bố mẹ thì cũng đang, mẹ thì đang ở trên nguy cấp, bố thì đang chăm mẹ cũng rất là nặng nề trong đời sống, con thì trở về với giáo xứ quê hương, về với quê hương để đổi ngày hôm nay nằm lại làm đất mẹ hôm nay. Nhưng chúng ta tin rằng chính Chúa đã cho con được ơn cứu độ, như trong bài đọc ngày hôm nay chúng ta nghe, chúng ta hãy vui hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chắc chắn con trẻ Phêrô ngày hôm nay đang hân hoan vui mừng vì ơn cứu độ của Chúa đã đem đến. Kính thưa cộng đoàn, chắc chắn ai cũng thương tiếc, ai cũng nhớ, ai cũng xót xa, nhưng chúng ta tin vào nơi Chúa Giêsu, chúng ta cũng giống như mẹ Maria ngày xưa ở trên núi Golgotha, người con của mình không có tội tình gì bị người ta giết hại, mẹ cũng chấp nhận điều đấy để phó dâng cho Thiên Chúa là Cha. Vậy trong cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là gia đình, người bố đang ở xa, người mẹ đang nằm trên giường bệnh, cũng chưa biết sự sống, sự chết như thế nào, cũng phải tín thác vào nơi Thiên Chúa. Vậy xin Chúa chúc lành cho con, để con về với Chúa, chúc lành cho gia đình, để tất cả những đau sức ngày hôm nay, hãy dâng lên Chúa để làm nguồn ơn cứu độ cho chúng ta. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để xin Chúa chúc lành cho con trẻ, cũng như là chúc lành cho chiếc khăn tang này để cộng đoàn chúng ta đeo lên trên đầu để chúng ta tưởng nhớ đến con trẻ của chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khấn khoắn này, xin Chúa đủ tình thương xót ghé tai nghe lời chúng con nguyện cầu. Xin cho linh hồn tôi nhớ Chúa là Phêrô mà Chúa đã truyền phải ra khỏi đời này được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi. Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở và biến đổi bóng tối sự chết thành rạng đông sự sống. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đang sầu thương khóc lóc. Lạy Chúa, con Chúa chúng con đã chết để hủy diệt sự chết và đã sống lại cho chúng con được sống. Chúng con này xin Chúa cho chúng con biết chạy đến với người để một ngày kia sau cuộc đời chóng qua này, chúng con được đoàn tụ với anh chị em chúng con. Ở đó Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta hãy chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên như tiên tri Isaiah báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của người. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa.
Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Dạ, sau đây con xin đọc đến gia đình nào thì gia đình mới lên điện nào. Gia đình Bác Vắng. Gia đình cháu Liệu. Gia đình Bác Đan. Gia đình Bác La. Gia đình Bác Dương. Gia đình Bác Đoá. Chúng ta cùng nguyện ý cầu nguyện cho con trẻ của chúng ta. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ni Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, như cứu chúng con cho khỏi mọi sự rủa. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người chúng ta sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu năm đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tàn xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời, ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời kẻ sống và kẻ chết, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có khắp thiên này các thánh thông con, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sống vậy. Amen. Con lấy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đôi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay. Lạy Chúa xin ban Phêrô được ký ngơi đời đời, mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho con và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, nơi nơi liền tội, xin Chúa nghe lời con cầu xin cứu. Mẹ anh em bạn hữu con, xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh
xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mắt chúng con ngước nhìn lên Chúa. Trong chính giây phút khuôn mặt thân yêu này quất đi, xin Chúa cho người anh em của chúng con là em Phêrô được thấy mặt Chúa và cho chúng con được tin chắc rằng một ngày kia chúng con sẽ gặp lại em Phêrô sống gần bên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, tối nay người giáo xứ chúng ta, đặc biệt là các bạn thiếu nhi thánh thể toàn thể giáo xứ chúng ta sẽ dâng thánh lễ đưa chân cầu nguyện đặc biệt cho em Phêrô, vì em cũng là thành viên của thiếu nhi thánh thể nơi giáo xứ chúng ta. Vậy xin cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho em. Và giờ này tất cả cộng đoàn chúng ta, các đoàn hội của chúng ta cũng đến để có lễ viếng, có lời cầu nguyện đặc biệt cho em Phêrô của chúng ta. Và 3 giờ ngày mai Phổ Thư Cha sẽ đến điểm dân thánh lễ đồng tế an táng cho em trong ngày chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta chúc tụng Chúa. Vâng, xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn các rì, cảm ơn tất cả quý cụ ông bà và cộng đoàn chúng ta đã trở về đây để hiệp thân cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Con xin mời cha, mời rì, mời gia đình với ông trưởng thôn, ông chủ trưởng sang bên mình ông Khương để thống nhất những công việc của lo cho cháu từ ngày nay đến ngày mai. Vì bố mẹ cháu không có nhà cho nên những cái việc này được ủy quyền cho Đang và chú Dương cùng với chú Lương, cho nên mong là mọi người sẽ đồng hành, sẽ nâng đỡ gia đình cháu trong lúc này. Con đi về nhà, 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 con
xin thương mang ơn tha thứ và dâng tay quên.